Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay phun xong quận 8, xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chúng ta vẽ một cái ly rượu vang nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào mẫu vẽ nha cả nhà nha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng một cái cây cọ to như thế này nha. Rồi mình sẽ tán nền đi. Mình sẽ tán màu nền. Giờ mình tán màu nền nha cả nhà. Ok, mình tán màu nền lần thứ nhất. Rồi bây giờ mình sẽ tán màu lần hai nha cả nhà nha. Đây, mình lại tiếp tục. Các bạn nhớ làm nương tay thôi nha, và cố gắng chúng ta không làm sọc nha cả nhà. Làm thiệt mướt luôn nha. Rồi ok, mình đã tán lần hai rồi, bây giờ mình chờ cho nó khô ha. Rồi bắt đầu mình sẽ vào mẫu vẽ nha. Rồi bây giờ mình sẽ, đầu tiên mình sẽ vẽ một cái đường viền trước nha cả nhà. Mình sẽ vẽ một đường viền trước, mình sẽ lấy màu trắng mình vẽ trước. Mình sẽ vẽ một cái ly hơi nghiêng nghiêng như thế này. Mình thích cái ly nó hơi nghiêng nghiêng chứ không có đứng. Cái ly nó hơi nghiêng như thế này. Rồi thì ở đây, từ đây đi xuống tâm đây. Đặt tâm ở đây. Đặt cái độ tâm đây, mình canh cái độ tâm của mình. Rồi. Trên đây mình đi dẹ xuống. Rồi, mình được cái phần ly nha ha. Rồi tiếp tục nữa. Từ đây mình sẽ dẹ một cái đẹp từ đây đi thẳng xuống nè các bạn. Mình sẽ dẹ một cái đường thẳng xuống đây. Được chưa? Mình dẹ một đường thẳng xuống đây. Mình chỉ phát họa trước thôi nha cả nhà nha. Xuống đây. Rồi tiếp tục nữa là mình vẽ một cái đường ngang như thế này đây. Cái ly này dễ vẽ lắm nha các bạn nha. Rồi ở đây, bắt đầu mình sẽ từ đây mình đi cong xuống đây nè, cong xuống đây và mình đi dẹo xuống đây xíu. Cong xuống đây và mình đi quẹo xuống đây chút xíu. Đó, là cho các bạn thấy cái phần đáy ly nha. Ly nó hơi dày dày hơn tí xíu nha. Rồi sau khi mình vẽ cái phần ly này xong xuôi rồi, bây giờ mình sẽ lấy màu đen. Có thể giai đoạn này các bạn có thể lấy màu đen cũng được. Các bạn sẽ đi viền trở lại những cái đường mà các bạn mới vừa đồ. Còn nếu không á, thì các bạn tô màu vào xong sau đó các bạn đi màu đen cũng được. Các bạn đi bước nào cũng được hết ha. Rồi mình muốn đi nào mình đi cũng được hết cả nhà nha. Rồi bây giờ mình sẽ lấy màu đỏ. Mình chơi đây là ly rượu van nha. Mình vẽ ly rượu van. Mình sẽ bắt đầu từ ở đây. Mình sẽ qua đây. Mình đồ một phần ha các bạn. Mình sẽ đồ một phần ha. Rồi xong sau đó mình sẽ đồ đây. Rồi thì ly rượu vang đó các bạn. Rồi tiếp đó nữa mình sẽ bước tiếp tục, mình lấy màu đỏ này, màu đỏ này mình sẽ cho một chút xíu màu trắng vào đây để mình phối vào đây nha cả nhà nha. Mình phối vào đây. Rồi sau đó mình sẽ bắt đầu mình đi cái phần trên đây nè các bạn. Đó, đi cái phần này nè các bạn. Rồi bên cạnh đó mình lấy thêm chút xíu màu trắng nữa. Mình lại tiếp tục mình đi cái phần này tí xíu nữa. Đó. Rồi, sau đó mình nhúng một miếng nước. Mình đánh cho nó tan tan ra. Đấy, cho cái độ lam lam ra. Quang. Được chưa? Các bạn có thể vẽ theo mình nha. Mình vẽ từ từ để cho các bạn chúng ta coi, và các bạn vẽ theo cùng mình nha.
Rồi ở đây bắt đầu mình sẽ đi một đường viền ở đây. Từ đây mình đi đường viền ra đây. Tiếp tục. Mình tô cho nó đụng với nhau cái ly này ha. Rồi xong sau đó mình sẽ chỉnh lại cái phần này chút xíu. Rồi bắt đầu từ đây nha. Các bạn. Rồi xong sau đó mình sẽ rửa cỏ đi các bạn. Mình sẽ rửa cỏ. Và bây giờ mình sẽ làm cho cái ly này nè. Hơi cái độ lam lam ở đây. Rồi. Tiếp tục. Cái này cũng vậy. Mình đang cần cái màu đen này nó lam lam ra ngoài tí xíu nha. Nên là mình cố tình cho nó lam lam ra ngoài giống như cái bóng cái ly vậy các bạn ha. Rồi mình cố tình cho nó lam lam ra vậy nha. Rồi ở trong này cũng vậy. Cũng cố tình làm. Mình cũng có cái gì đó nó hơi lam lam ra. Mình xoay nha cả nhà nha, mình xoay nha. Mình xoay cho độ lam đó nha. Rồi đó các bạn nha. Mình rửa thiệt sạch nha. Mình xoay đây mình làm cái độ lam cho các bạn xem. Đó, để chúng ta không thấy cái nhấn của nó đâu. Dễ mà mình làm cái độ lam mà chúng ta nhìn không thấy nhấn của nó luôn. Đó, mình đi để đi được tới cái chiều sâu của nó các bạn. Còn cái phần bên trong này của cái ly cũng vậy. Cái đường này nè, mình lại tiếp tục mình đi một cái chút xíu đường này đi nè các bạn. Rồi sau đó thì mình lại tiếp tục mình đi nhẹ nhẹ cho nó lam lam ra các bạn. Rồi.
cái ly rượu của mình á, cái ly rượu trong đây ha, mình nhìn thấy được cái điều đó. Rồi mình vừa vẽ xong cái ly rượu vang, còn phần dưới đáy ly cũng vậy, dưới đáy ly á mình cũng vậy, mình cũng tạo cái độ bóng của cái ly, thì mình cũng làm chút xíu đây cho nó hơi ướt ướt đây, rồi sau đó mình cũng cố tình mình làm cho nó hơi lan lan ra ngoài này tí xíu các bạn, hơi lan 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 với cái dưới ly ha. Xong sau đó mình hút mực ra, mình chừa lại một cái độ lan nhẹ giống như cái bóng của nó thôi các bạn ha. Rồi ok với các bạn ha, rồi mình đợi nó khô, khi mình chờ nó khô chút xíu các bạn ha, mình chờ nó khô mình sẽ vẽ ở đây một cái đường trắng trắng nhẹ đây mấy người đó, rồi một chút xíu nhẹ nhẹ đây ha, chấm nhẹ để cho nó tản ra ha. Rồi ở trên đây vậy mình vẽ đường chút xíu nhẹ đây các bạn ha. Rồi ở đây cái viền này các bạn, mình vẽ nhẹ đường miếng xíu này các bạn, giống như cái bóng của cái ly các bạn ha. Rồi ở đây vậy nè, mình vẽ đường nhẹ 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 nè, vẽ chút xíu này. Chút xíu thôi, đó các bạn ha. Rồi cái khúc bên này cũng vậy nè, mình làm một đường trắng nhỏ xíu, xíu xíu đường rồi xong, đã xong cái ly rượu qua rồi. Bây giờ thì mình sơn tớp nha. Mình sơn tớp nha cả nhà. Đây, xong cái ly các bạn. Ok, mình đã vẽ xong cái ly rồi. Giờ còn lại là mình chỉ hơ đèn thôi cả nhà nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nếu các bạn thấy video bổ ích, hãy nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho mình. Và đừng quên nhấn chuông thông báo để mình ra những video trong mùa dịch này. Mình ra rất là nhiều. Các bạn có thể theo dõi và ở nhà mình luyện được nha cả nhà. Bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Bye bye.